Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay hàng về thì giới thiệu đến anh em một chiếc máy Techlit M202, một trong những cái model có thể nói là huyền thoại, được mệnh danh là cỗ máy in tiền từ thập niên 80 và 90. Thì như anh em có thể thấy thì chiếc M202 này về hàng với một hình thức có thể nói là cực kỳ đẹp. Tại sao? Tại vì anh em có thể thấy nhìn những cái lốm nút này của nó này. Con này ở cái lúm nút này nó rất khó tại vì nó hay bị bong chóc, còn đâu con này về nó sáng choang luôn, anh em có thể thấy cái độ mới của nó lên tới phải đến tầm 95-97%, những cái nút còn rất là mới, anh em có thể thấy con này về là không cần vệ sinh luôn, cũng không cần thay dây cura, có nghĩa là về zin nguyên bản và cái dây cura các thứ vẫn còn, nó chưa động chạm gì đến luôn, mở phát là hát luôn chứ không cần phải thay dây cura hay là căn chỉnh. Đấy. Thường những cái con đầu câm khác về thì là mình sẽ phải thay dây cura hoặc là căn chỉnh để nghe lại, nhưng mà con này về cắm điện vào là chơi luôn. Tại vì thực sự nó rất là mới. Anh em có thể thấy cái đầu từ ở phía bên trong mới keng luôn. Đó. Mới lắm. Con này mới cực kỳ. Tại vì nó mới. Đấy, anh em có thể thấy cái phần e-lock trong này nó mới kem. Hầu như là máy chưa có một cái vết chảy xước gì luôn. Trên lắp này chưa vệ sinh luôn. Nhưng mà thực ra là nó bản thân nó đã mới rồi nên là mình cũng không cần phải vệ sinh hay là căn chỉnh nó gì nhiều. Quay về phía đằng sau này cho anh em thấy. Rất là đẹp. Nói chung là từ trước giờ bán mấy chiếc M202 này, nhưng mà con này là một trong những con mà đẹp nhất, và mình mua với cái giá đấu giá ở bên kia cũng là cao nhất luôn. Đó. Thế là quay về cái hình thức cho anh em thấy. Nói chung là con này không có điểm trừ luôn. Rất là đẹp. Bây giờ em sẽ mở cho anh em nghe. Chưa có thay dây cura các thứ mà nó chạy ngon lành như thế này, các bản nó mới ít xài, chứ đa phần về là phải căn chỉnh và thay lại hết. Đây là cái phần đèn led của nó này anh, sáng choang này, còn chưa vệ sinh luôn. Yeah.
cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích chiếc đầu Techlead M202 này thì có thể liên hệ với em. Cảm ơn tất cả mọi người.